vài trăm ngàn đô để trải nghiệm lặn biển sâu, hay thậm chí là vài chục triệu đô để có chuyến du lịch ngoài không gian. Trái đất muôn màu rộng lớn với nhiều địa điểm không phải ai cũng có thể tới được. Nhưng người ta vẫn thường nói có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần trông đủ ngân lượng, những dịch vụ xa xỉ này sẽ đưa bạn đến bất cứ đâu. Dù là nơi tận cùng của hành tinh hay ra ngoài hẳn vũ trụ, tạp chí New York Post đã đưa ra gợi ý về 5 chuyến du lịch mạo hiểm, xa xỉ nhưng đầy thú vị với mức phí trên trời, nhưng chắc hẳn sẽ khiến rất nhiều người chúng ta phải tò mò. Đó là những chuyến đi như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Và trước khi bắt đầu video, đừng quên ủng hộ tụi mình bằng cách để lại một like và một subscribe cho ekip tụi mình. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Thứ nhất, thám hiểm vũ trụ. Trong quá khứ thì NASA từng phản đối rất gay gắt việc tổ chức các chuyến du lịch thám hiểm vũ trụ vì lý do an toàn. Tuy vậy, trong thời gian ngắn trở lại đây, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ lại đang thoáng hơn khá nhiều và tạo điều kiện khuyến khích ý tưởng này trở thành loại hình thương mại dành cho giới tỷ phú có mong muốn được trải nghiệm các giác quan của mình ở ngoài không gian. Ở thời điểm này, đã các đơn vị bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu và tổ chức một vài chuyến du lịch không gian đầu tiên đưa con người không phải phi hành gia ra ngoài vũ trụ. Một trong số đó là Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos, Virgin Galactic của Richard Branson và SpaceX của Elon Musk. Đối với mỗi công ty, họ đều có cho mình những dịch vụ cạnh tranh riêng và tạo ra cho những người có nhu cầu những sự lựa chọn khác nhau để phù hợp nhất với tiềm lực tài chính, sức khỏe và mong muốn của bản thân khách hàng. Virgin Galactic là công ty đã đưa ra mức vé 450.000 đô cho một người có thể thực hiện chuyến bay ngắm nhìn trái đất trong khoảng 90 phút. Đây là một chuyến đi không quá dài và được rất nhiều người sẵn sàng trải nghiệm. Với Blue Origin, họ đánh đến phân khúc dành cho khách hàng có nhu cầu trải nghiệm ngắn, khi chuyến du lịch của công ty này sẽ đưa du khách tới rìa vũ trụ trong thời gian là 10 phút. Đặc biệt nhất, tour du lịch không gian đến từ tỷ phú Elon Musk sẽ còn được xây dựng để tạo ra trải nghiệm đến từ một phi hành gia thực thụ. Du khách ngoài việc được bay vào vũ trụ cũng sẽ được lưu trú ở lại trạm không gian quốc tế ISS tới một tuần. Với mức giá cho trải nghiệm này được SpaceX đưa ra là con số 55 triệu đô. Để có thể được lên tàu vũ trụ và hòa mình và trải nghiệm với du lịch mới lạ này, các du khách bên việc có cho mình khối tài sản khủng nhằm sẵn sàng chi trả cho chuyến đi cũng cần chuẩn bị một sức khỏe thật tốt và được tập luyện trước đó một thời gian theo chỉ dẫn của các chuyên gia để đảm bảo an toàn cho bản thân. Thứ hai, lặn biển sâu. Nếu chỉ đơn thuần là việc lặn biển để ngắm dạng san hô hay là các loài sinh vật thì có lẽ đã rất nhiều người trong số chúng ta đã được trải nghiệm. Dẫu vậy, ở đại dương sâu thẳm và ẩn chứa đầy sự bí ẩn, vẫn có những người sẵn sàng đặt chân đến để tìm kiếm những trải nghiệm mà hiếm ai từng được thử qua. Công ty dịch vụ có trụ sở tại Mỹ, OceanGate, mới đây đã nhận được rất đông đảo sự chú ý khi công bố triển khai tour du lịch tham sát tàu Titanic ở vùng biển sâu ngoài khơi Canada. Chuyến đi này được khởi tranh vào tháng 5 năm 2023 với hành trình 8 ngày, với mức vé niêm yết được bán ra ở mức 250.000 đô. Cũng đã có không ít du khách đồng ý dốc hầu bao để tham gia tour du lịch này. Để chuyến đi được diễn ra suôn sẻ, OceanGate cũng đã tuyển dụng rất nhiều thợ lặn chuyên nghiệp để hướng dẫn cho du khách trước khi thực hiện các việc thám hiểm và cùng đồng hành với khách hàng để đảm bảo sự an toàn cho các nhân vật thượng lưu ở mức tối đa. Chuyến đi sau đó cũng diễn ra rất thành công và may mắn, không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Bên cạnh tour thăm xác của tàu Titanic, công ty hiện nay còn cung cấp dịch vụ tương tự ở các chuyến lặn sâu ở hẻm Hudson Canyon cùng với mức phí phải chăng hơn rất nhiều, chỉ rơi vào khoảng 45.000 đô cho mỗi suất đặc ký. Thứ ba, lên đỉnh Everest. Đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Himalaya, nằm ở khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc. Đây đồng thời cũng được coi là nóc nhà của toàn thế giới, với độ cao lên đến 8.849 mét so với mực nước biển. Với một mật độ cao khủng khiếp như vậy, trong quá khứ, từng có rất ít người có được vinh dự đặt chân tới đỉnh Everest. Theo tờ New York Post, mỗi năm, số người leo lên tới đỉnh núi thành công chỉ khoảng 100 người. Chặng hành trình để lên tới đỉnh Everest là chặng đường cực kỳ gian nan. Các du khách sẽ cần phải trang bị đầy đủ các vật dụng bảo hộ, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, đồ ăn, thức uống và rất nhiều những thứ khác để phục vụ bản thân mình. Bên cạnh đó, nếu như không phải một người có sức khỏe tốt, thì việc chinh phục đỉnh núi này cũng sẽ là chuyện bất khả thi.
Nguyên nhân là bởi các du khách sẽ cần vượt qua các vách đá dốc đứng hay cái lạnh thấu xương quanh năm được bao phủ bởi băng giá ở địa hình trên cao vùng núi Himalaya này. Hàng năm đã có rất nhiều nhà leo núi, nhà thám hiểm và nhiều người khác phải bỏ mạng khi muốn chinh phục Everest. Chính vì sự khắc nghiệt và nguy hiểm này, chi phí cần phải bỏ ra cho một chuyến lên đỉnh Everest sẽ phải mất từ 30.000 đến 160.000 đô tùy thuộc vào dịch vụ và sức khỏe, kinh nghiệm của khách du lịch. Người tham gia tour sẽ được trải qua khóa huấn luyện, các kỹ năng leo núi, sinh tồn đặc biệt. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ nhận được sự đồng hành, trợ giúp đến từ những người có chuyên môn với nhiệm vụ dẫn đoàn. Thứ tư, đến Nam Cực, Bắc Cực. Dù cũng được công nhận là một châu lục và một đại dương chính thức trên địa cầu, do vậy, việc có vị trí nằm ở hai đầu trái đất đã mang lại nhiệt độ rất thấp cho hai vùng đất này. Cái khắc nghiệt của khí hậu nơi đây thậm chí còn vượt quá khả năng chịu đựng của loài người. Chính vì vậy, những vùng đất này thường không có người sinh sống. Hàng năm những người đến đây cũng chủ yếu để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học. Còn lại hầu như chẳng mấy ai mong muốn trải qua cái lạnh thấu xương của vùng đất này. Tuy nhiên, vẫn có một số người sẵn sàng được trải nghiệm và khám phá xứ sở của băng giá bao phủ suốt nhiều thế kỷ qua. Để đến với hai đầu cực và chịu sự khắc nghiệt của nhiệt độ nơi đây, người tham gia cũng cần đảm bảo yêu cầu cực kỳ gắt gao về mặt thể lực, về mặt sức khỏe. Bởi nếu không đạt yêu cầu thì người đó hoàn toàn có khả năng gặp nguy hiểm về tính mạng khi đặt chân tới đây. New York Post cũng cho biết hiện nay các tour du lịch đến Nam Cực là không nhiều. Một số gợi ý cho khách du lịch được đưa ra với Intrepid Travel cùng mức giá khá bình dân, chỉ ở mức 7.775 đô cho mỗi vé. Ở phân khúc cao hơn, khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ du lịch Nam Cực đẳng cấp đến từ Viking Cruise với giá vé khoảng 20.000 đến 50.000 đô. Hầu hết các chặng hành trình đến với Nam Cực đều bắt đầu được khởi hành từ Ushuaia, Argentina, sau đó đi qua eo biển Drake. Đây là nơi có những vùng nước được mệnh danh là nguy hiểm nhất trên trái đất. Sau đó du khách có thêm 3 ngày lênh đênh trên biển khi cập bến những tảng băng vĩnh cửu của lục địa Nam Cực. Còn đối với một chuyến vé thăm Bắc Cực, các khách du lịch cũng có thể tham khảo tour du lịch với mức giá là 12.000 đô đến 42.000 đô của công ty Quark Expedition khởi hành từ Helsinki, Phần Lan. Thứ năm, đi tàu vòng quanh thế giới. Cuộc hành trình đi vòng quanh thế giới bằng tàu cũng là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và thu hút rất nhiều trong giới đại gia lựa chọn cho mong muốn khám phá của mình. Khác với các tour vừa được đề cập phía trên, chuyến đi vòng quanh thế giới bằng tàu sẽ ít nguy hiểm và ít mạo hiểm hơn khá nhiều. Dù cuộc ngao du này sẽ không đưa du khách đến với những nơi tận cùng của thế giới, tuy vậy đây sẽ là chuyến thám hiểm cho người tham gia thấy được sự rộng lớn của hành tinh nơi chúng ta đang sinh sống. Một chuyến đi thế này cũng đòi hỏi rất nhiều thứ ở các du khách. Bên cạnh chi phí rất cao để phục vụ chuyến đi vòng quanh địa cầu, khách hàng cũng cần có sức khỏe tốt để di chuyển liên tục và khám phá các vùng đất, vùng biển khác nhau trên khắp thế giới. Lịch trình cho chuyến đi cũng là điều cần đảm bảo, bởi thời gian để hoàn thành tour du lịch dài ngày này có thể lên tới vài tháng dành cho các khách du lịch có nhu cầu. Giá vé hiện tại cho một chuyến đi vòng quanh thế giới được đưa ra vào khoảng 19.500 đô la Mỹ. Với nhiều người có điều kiện, đi du lịch giờ đây không còn là đơn thuần chỉ là những chuyến nghỉ ngơi. Rất nhiều người mong muốn chuyến đi của mình đưa ta đến một trải nghiệm mới, một khám phá mới mà ít ai được thử qua. Những chuyến đi kể trên tiêu tốn một số tiền không hề nhỏ. Đồng thời, người tham gia cũng phải chuẩn bị thật tốt về kiến thức, sức khỏe, cũng như đảm bảo một quãng thời gian dài cho hành trình của tour. Thậm chí trong một vài chuyến đi, sự an toàn và cả tính mạng cũng đều bị đe dọa. Dẫu vậy, những chuyến đi đó đều trải nghiệm cực kỳ giá trị mà không phải ai cũng có thể thực hiện được. Thời gian gần đây, đã từng có rất nhiều chuyến đi xa xỉ, mạo hiểm được thực hiện và nó hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong tương lai. Và đó là tất cả những gì có trong video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.